Xin chào tất cả mọi người nhé. Trong cái video này, Hòa sẽ chia sẻ lý do tại sao chị em phụ nữ mình nên sử dụng mầm đậu nành. Như chúng ta đã biết, mầm đậu nành có tác dụng gì ạ? Khi nói đến mầm đậu nành thì mọi người nghĩ ngay đến cái tác dụng gì ạ? Hòa cam kết rằng mọi người sẽ nghĩ ngay đến là tăng size vòng 1, đúng không ạ? Mọi người, tất cả phụ nữ hay đàn ông khi nói đến mầm đậu nành là nghĩ ngay đến vòng 1. Căng bự, to tròn, rất là đẹp, rất là hấp dẫn. Nhưng cái đó không phải là chính đâu ạ. Cái đó là phụ. Nó là một trong những cái lợi ích trong quá trình sử dụng sản phẩm mầm đậu nành, chứ không phải là số 1. Thì vì theo cái độ tuổi khi mà sinh nở, phụ nữ sinh nở khác sau cái độ tuổi sinh nở thì độ phụ nữ sau sinh bị thiếu hụt nội tiết tố rất là lớn, đúng không ạ? Nhưng mà mầm đậu nành không chỉ sử dụng cho phụ nữ sau sinh nữa đâu ạ. Phụ nữ trước khi sinh cũng nên sử dụng mầm đậu nành. Ví dụ như là cái độ tuổi mà trẻ có thời kỳ kinh nguyệt rồi ấy, thì nó sẽ hay bị đau bùng kinh, đúng không ạ? Nó bị không có cái chất bôi trơn trong cổ tử cung ấy, nội tiết tố nó chưa đủ thì nó sẽ bị tắc đấy, cái vòi trứng thì nó bị hành kinh, nó rất là đau đó, đúng không? Chúng ta những ai đã trải qua thì biết, Hòa cũng đã từng trải qua, Hòa rất là hiểu rõ cái cảm giác đó, đau quằn quại, đau toát hôi hột luôn. Và đặc biệt là mùn tuổi dậy thì chúng ta thấy rất là lợi, rất là nhiều, đúng không ạ? Tuổi dậy thì mùn rất là nhiều, lý do tại sao? Lý do là bị rối loạn, tức là chuyển từ quá trình đang là bình thường qua cái quá trình dậy thì nó bị rối loạn. Thì khi sử dụng mầm đậu nành nó sẽ giảm thiểu cái nỗi mùn rất là nhiều. Và đặc biệt chúng ta nên tập trung vào cái phát triển cổ tử cung cho trẻ, để giúp trẻ sau này nó rất là dễ sinh. Cái cổ tử cung phát triển thì nó rất là dễ sinh nở, và nó cái phòng chống ngừa ung thư cổ tử cung rất là lớn. Khi ví dụ như chúng ta biết là khi sử dụng mầm đậu nành thì nó sẽ có cái chất dịch, nó sẽ đầy những cái chất bẩn, chất cặn bã trong cái cổ tử cung của mình ra, trong cái vòi trứng của mình ra, thì nó sẽ làm sạch cái cổ tử cung của mình. Còn lý do tại sao phụ nữ sau sinh thì cần phải sử dụng mầm đậu nành, như chúng ta đã biết thì phụ nữ sau sinh thì thường bị rối loạn nội tiết tố, đúng không ạ? Rối loạn estrogen, đúng không ạ? Nên là nó hay bị khom đào này, hay bị rụng tóc này, dễ tủy thân này, dễ nám da này. Đặc biệt có cái năm biểu hiện rất là lớn nhé, năm biểu hiện lớn cho thiếu hụt nội tiết tố thì chúng ta cần chú ý nhé. Thứ nhất là bốc hỏa, thứ hai là lạnh cảm, và thứ ba thì tâm trạng thất thường, trạng nắng chiều mưa, buổi trưa thì ương ương, đúng không ạ? Và thứ tư là ra mồ hôi trộm, và thứ năm là khô rát ạ. Thì trong cái mỗi giai đoạn nó sẽ có những cái biểu hiện khác nhau, chúng ta nên chú ý nhé, mỗi giai đoạn sẽ có những cái biểu hiện khác nhau. Khi mà độ tuổi từ 30 thì estrogen bắt đầu suy giảm, tuy nhiên thì triệu chứng nó chưa rõ ràng. Vì khi mà chúng ta sinh thì chúng ta thấy là hay bị sốt rét, đúng không? Hay bị căng thẳng vì gia đình, vì công việc, vì con cái, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là do nhiều việc quá thì áp lực lên cái bản thân mình, nên biểu hiện nó chưa rõ ràng thì mình cứ hàng ngày nó thể cứ lặp đi lặp lại như thế thì chúng ta cứ thấy bình thường, đúng không ạ? Nhưng đặc biệt đến cái độ tuổi từ 35 đến 40 chúng ta nên chú ý nhé. Từ 35 đến 40 thì bắt đầu estrogen nó suy giảm rất là nhanh ạ. Thì lúc này là nám này, sạm da này, tàn nhang này, mụn này, nó biểu hiện rõ luôn. Đặc biệt là da nhăn, là da nhăn và cơ thể bị chảy xệ, mỡ bùng tích rất là nhiều. Thì khi này là cái khô âm đạo này, đau rát khi quan hệ này, giảm ham muốn này, khó lên đỉnh này, và khả năng thụ thai giảm. Thì mỗi giai đoạn nó sẽ có những cái triệu chứng khác nhau, biểu hiện khác nhau, thì chúng ta để tư vấn cho khách nhé. Còn từ cái độ tuổi 40 đến 50 thì như thế nào? Cái độ tuổi này thì estrogen nó suy giảm rất là nhanh, suy giảm rất là mạnh mẽ, nó bốc hỏa về đêm. Cái độ tuổi này là độ tuổi người ta thường gọi là tiền mãn kinh, đúng không? Bốc hỏa về đêm, mất ngủ và mồ hôi trộm, tim đập rất là nhanh, nên chúng ta cần bổ sung nội tiết tố và bổ sung estrogen cấp tốc. Còn cái độ tuổi ngoài 50 thì như thế nào? Cái lúc này thì estrogen nó ngừng sản xuất luôn, cơ thể không thể tự sản xuất ra estrogen nữa, thì chúng ta cần phải cung cấp và bổ sung đầy đủ hàng ngày. Khi những cái tình trạng đầu tuổi ngoài 50 thì chúng ta thấy có những biểu hiện diện, thứ nhất là loãng xương, hai là xương khớp, đúng không ạ? Ba là nguy cơ tim mạch, huyết áp, tiểu đường rất là lớn. Vì thế từ những cái độ tuổi đó thì chúng ta có những cái biểu hiện đó thì chúng ta tập trung vào